Hôm nay tôi sẽ nói về một cái chủ đề gọi là thiết kế dữ liệu lưới ô vuông. Thì đây là một cái tôi là một chủ đề khó đấy nhé các bạn. Chủ đề khó nhưng rất là hay, rất quan trọng, vì hiện nay thì khi chúng ta làm các phần mềm, cái ứng dụng ấy, thì rất rất nhiều những cái bài toán, rất rất nhiều cái phần mềm là được thiết kế dựa trên cái mô hình lưới ô vuông. Vì cái màn hình của Scratch nó là cái màn hình rất là hẹp, chiều ngang của nó là 480 điểm và chiều cao là 360, cho nên là rất nhiều khi chúng ta phải căn chỉnh rất là chính xác trên từng cái ô lưới một. Thì rất nhiều những phần mềm, các cái trò chơi như là cái phần mềm mà đoán chữ chẳng hạn, hay phần mềm mà tạo ô chữ chẳng hạn, hay là các cái trò chơi liên quan đến lưới, trò chơi liên quan đến chơi cờ. Vâng, thì rất nhiều các trò chơi như vậy là dựa trên cái lưới ô vuông ở trên màn hình, cái lưới gọi lưới ảo đó. Thì chúng ta phải thiết kế cái bộ dữ liệu làm sao cho nó hỗ trợ được cái chuyện đó. Thì đây là thì rất nhiều những cái bài toán, rất nhiều những cái trò chơi, rất nhiều những phần mềm ứng dụng, phần mềm giáo dục là dựa trên cái lưới này. Thì đây là một chủ đề khó nha, tôi nói luôn, chủ đề khó này học sinh tiểu học là rất là khó đấy. Học sinh cấp 2, cấp 3 thì hợp lý hơn, thì rất là hợp lý. Học sinh cấp 3 thì càng thể là tốt nhất, còn cấp 2 cũng cũng rất là được, cũng được, nhưng với tiểu học thì rất thì phải nói là rất rất khó. Được, tôi sẽ bây giờ tôi trình bày cái mô hình đó để chúng ta có cái hình dung. Thì cái mô hình mà tôi trình bày đây là mô hình mà theo tôi là tôi thiết kế rất tổng quát. Chúng ta có thể dựa trên đó, chúng ta có thể tải về và chúng ta sẽ thiết kế những phần mềm khác nhau dựa trên cái mô hình mà tôi thiết kế ở đây nhé. Thì thế nào là một lưới ô vuông là như này, tôi vẽ luôn cái hình của nó nhé. Tức là chúng ta có cái chúng ta đây là cái màn hình của màn hình của máy tính này. Thì chúng ta tức là cái mô hình chúng ta phải thiết kế một cái bộ dữ liệu để chúng ta để nó đưa vào được một cái lưới vuông như này. Lấy ví dụ như này nhé, đây, cái lưới vuông như thế này. Đấy, lưới vuông. Thì mỗi cái ô này là một cái hình vuông đó. Lấy ví dụ một cái bài toán như này là nó cho chuyện vào đây một cái quả bóng vào đây đấy, và chúng ta nhấy chuột ở đây thì quả bóng nó phải di chuyển về hướng con chuột này đó, nên chỉ về đây chúng ta lại nhấy vào đây thì nó sẽ di chuyển lên như thế này. Lấy ví dụ như vậy nhé đó. Thì đó là cái một toán đơn giản thôi, nhưng mà mô phỏng một lưới ô vuông có rất nhiều bài toán như vậy. Thế nên tôi đã viết hai cuốn sách rất là lớn, ba cuốn tôi viết ba cuốn sách rất lớn. Một là thế tôi viết ba cuốn sách, một là cuốn là cái mô phỏng chơi cờ vua trên máy tính, các bạn có thể tìm tìm đọc nhé. Thì cái cuốn này là cuốn mà hoàn cái cờ vua này hoàn toàn dựa trên cái mô hình lưới ô vuông. Hai là tôi đã viết một cái cuốn sách là có tên là mô phỏng cái trò chơi live, mô phỏng cái trò chơi chơi live, trò chơi rất nổi tiếng, rất nhiều người hay chơi đấy. Thì cũng là một lưới vuông thôi, một lưới vuông n như n. Và cái thứ ba tôi viết một cái phần mềm khác, một cuốn sách khác là mô phỏng cái trò chơi nữa, mô phỏng cái trò chơi nó là Sokoban, cũng là một trò chơi trên một lưới vuông. Thì như vậy là rất rất nhiều các trò chơi như vậy là dựa trên một cái lưới vuông. Thế làm sao mà chúng ta phải thiết kế một cái bộ dữ liệu như vậy cho nó hợp lý nhất để có thể dùng chung cho tất cả các trò chơi như vậy. Tất cả các trò chơi này đều dựa trên một cái mô hình là lưới vuông như vậy thôi. Đấy. Bây giờ chúng ta cùng nhau thiết kế nhé. Thì bây giờ tôi sẽ mô phỏng các bạn cái bộ dữ liệu tốt hiểu có một trò chơi nó là cái gì. Bây giờ tôi mô tả các bạn cái hay là các tham số ban đầu nhé. Các tham số gốc của một cái lưới ô vuông, thế gồm những cái tham số nào đây, tôi mô tả các bạn nhé. Thì khi chúng ta thiết kế thì chúng ta phải vẽ cái chúng ta phải dùng nó nằm như nào ở trên cái lưới, ở trên cái ô vuông của cái bàn hình của chúng ta. Chưa? Thì lưới vuông này thì như sau này, chúng ta có cái
các cái hàng thì các cái hàng chiều cao các hàng ấy thì ta quy định là có M cái hàng, M hàng tổng quát luôn đấy nhé. À, chiều rộng của nó là có N cái cột đấy. Như vậy là cái kích thước của cái ô vuông chúng ta có thể mô tả một cách không nhất thiết phải là vuông, kích thước là M nhân N. M và M bằng N thì nó là một lưới ô vuông, bên ngoài là vuông, còn nếu mà M khác N thì là một lưới chữ nhật thôi. Nhưng mà cái ô này này nó phải là vuông, cái ô này mới có cái là một mà cái ô vuông nó có cái độ dài cạnh là D. Mẹ D, D là cái độ dài một cái độ dài cạnh một cái ô vuông. Được chưa? Như vậy là cái số lượng ô vuông của nó là cái số lượng ô vuông ấy, cái số lượng ô vuông của nó là phải là m nhân với n, đúng không nào? Đấy. Rất là rõ nhé. Nhưng mà là m, n và d là những tham số ban đầu gốc. Như vậy là cái bộ dữ liệu gốc, cái bộ dữ liệu gốc của chúng ta là m này, phẩy này, n này, là d. M là cái số lượng các cái hàng hay là cái số lượng cái các cái hay là cái chiều cao của cái ô lưới ô vuông. N là cái số lượng các cái cột, đúng không? Hay là chiều rộng. Còn D là cái số đo của một cái ô vuông, một cái lưới ô vuông trên lưới. Thì ta có thể có thêm là cái chiều cao như vậy. Với cái này thì cái chiều cao H là mô tả cái chiều cao của cái lưới này thì nó sẽ bằng gì? Nó có là M cái hàm nó sẽ bằng M nhân với D. M nhân với D. Đúng không? Còn cái chiều rộng tương tự là việc kép. Nó bằng là có n cái cột bằng là n nhân với d. Đây, đây là các tham số ban đầu nhé. Đó. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ thêm như sau này. Thì các cái ô của lưới đã sẽ đánh số. Các cái ô lưới được đánh số như sau. Được đánh số từ 1 cho đến 1, 2, 3 cho đến là M nhân N. N cái ô lưới. Thì có hai cách đánh số nha, chúng ta chú ý. Chúng ta sẽ mô tả là có hai cách đánh số cái lưới ô vuông. Rất quan trọng, cái này tùy thuộc vào từng bài một, tùy thuộc vào từng cái phần mềm cụ thể mà chúng ta có thể chọn một trong hai cách đánh số này. Tùy rất là tùy cái cách chúng ta lựa chọn cái mô hình trò chơi thì chúng ta làm, nhưng tổng thể nó có hai cách, có hai cách đánh số như sau, đánh số như sau. Hai cái số này là hoàn toàn là như nhau nhé, tương đương nhau và cũng không phải cái nào mạnh hơn cái nào yếu hơn, nó là tùy từng cái một nhé. Để tôi mô tả thì cách thứ nhất là như thế này, thứ nhất là chúng ta đánh số từ dưới lên trên và từ phải sang. Đây 1 2 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 8 đúng, 9 10 11 12 vân vân. Và cái ô cuối cùng này này là cái ô mà nó phải là M nhân N. Đây là ô số M nhân N. Đấy, thế nào? Còn cái ô này là ô số 1. Đấy. Cái vị trí góc trái dưới này trong trường hợp này nhé, là trường hợp tôi kiểu cái điểm này này là kiểu tôi kiểu nó là x0 y0. Quan trọng quan trọng. Nhưng mà cách thứ nhất, đây là cách 1 nhé. Cách 1 đánh số là từ dưới lên trên và từ trái sang phải. Đấy, thấy chưa? Các cái hàng ký hiệu, cái hàng của nó là hàng 1 này, hàng 2 vân vân, hàng M. Cột của nó đánh số là 1 2 cho đến gì? Cho đến là N. Đấy. Thì đây là cái cách thứ nhất nhé. Nhưng mà cách thứ nhất là cái đánh số rất là hay dùng. Thuận tiện, nó cũng thuận tiện là gì, là nó đi theo cái hướng là tăng tăng lên trái sang phải là tăng dần theo x gì, còn dưới lên trên là tăng dần theo y, bạn chú ý nhé, tăng theo y theo cái trục y. Còn cách thứ hai cũng rất hay làm, cách thứ hai là cách dùng khi mà chúng ta, cách thứ hai có cái hay của nó là gì, đây là tôi sẽ mô tả sau cách thứ hai, cái hay của cách thứ hai, cái một cũng cái hay, cái hai cũng cái hay của nó nhé, tùy trường hợp một. Cách thứ hai là chúng ta sẽ đánh số các cái ô từ trên xuống dưới, từ phải sang trái. Để 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8, 9, 10. Cứ như vậy. Cái ô cuối cùng là ở góc này. Chỉ cái ô là M nhân N. Đây. Thì cái
cái ô này là cái ô số 1. Thì với cái góc cái cách thứ hai này là cách thứ hai là như sau. Cách thứ hai đánh số là từ trên xuống dưới, đúng không? Và từ trái sang phải. Thì trường hợp này cái ô này cái điểm này này, điểm này chính là cái điểm đầu tiên là gọi là x0, y0. Đấy, và chú ý nhé. Cái đánh số này là cái đánh số hai này có cái hay là nó dễ dàng tổng quát lên lên cái mô hình lưới, mô hình mảng hai chiều ở trong các lập trình bậc cao như là C hay là Python. Vì trong một cái lập trình bậc cao ấy, thì khi vẽ trong khi mà chúng ta vẽ trên tạo ra vẽ cái lưới ở trên cái màn hình text ấy, thì ta chỉ vẽ từ trên xuống dưới thôi, không được vẽ từ dưới lên trên được. Cho nên là chúng ta phải 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 mô tả từ trên xuống là vì thế, và từ trái sang phải. Cái thứ hai rất là hay nhé. Cái thứ hai như vậy thì các cái hàng đánh số từ trên xuống 1 2, chúng đây là M. Các cột đánh số từ trái sang cũng như vậy, 1 2 3 4 5 đến M. Như vậy là cái thứ nhất ấy là cột vẫn là từ trái sang phải 1 2 cho đến N. Nhưng mà hàng thì từ dưới lên từ 1 2 cho đến M. Còn đánh số thứ hai là các cột vẫn là từ từ trái sang phải 1 đến N, còn hàng là từ trên xuống. Thì cái đánh số thứ hai nó có một cái điểm không tự nhiên là khi chúng ta đi dọc theo các cái hàng ấy, thì cái dọc theo cái này này thì cái số đo y là cái số đo y nó giảm dần, nó hơi hơi ngược một tí. Còn ở đây ở bên trái này này thì là khi tăng theo hàng ấy, thì y nó tăng lên thì hợp lý hơn trong quá trình ra lập trình. Còn cái cách thứ hai này hơi ngược một tí chứ không sao cả nhé. Như vậy có hai cách, thì bây giờ tôi sẽ cho mô tả các bạn cả hai cách đó, cả hai cái bộ dữ liệu đó, và chúng ta sẽ áp dụng thực tế, và chúng ta sẽ làm thử một vài hôm nay chúng ta sẽ làm thử một vài ứng dụng nhỏ nhỏ trên cái mô hình này, được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta chốt lại một lần nữa này. Như vậy là chúng ta có hai cái bộ dữ liệu nhé, vẫn là cái mô hình lưới nhưng có hai bộ. Một cái bộ dữ liệu là đánh số từ trên xuống, đánh số từ dưới lên và từ phải sang, kiểu là cách một. Cách thứ hai là hoàn toàn tương tự nhưng khác, là đánh số từ trên xuống và từ trái sang. Đấy, như vậy là khác nhau một chút nhé. Đấy, thì cả hai cái này đều có chung cái bộ dữ liệu là như là cái bộ dữ liệu gốc như sau. Cái bộ dữ liệu gốc bây giờ lớn hơn rồi, không phải chỉ là tức là nó là M này, N này và D nhé. M là kích thước ô lưới, D là gì? D là cái độ dài của một cái ô lưới nhỏ. Tiếp theo ta có thêm một thông số nữa, gì là thông số nữa là gì, là x0 y0 là cái điểm xuất phát ban đầu mà ta bắt bắt đầu phải vẽ cái ô lưới. Thì cái x0 y0 nó khác nhau so với hai 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 trường hợp. Trường một thì nó ở bên trái, trường một thì nó ở bên 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 trái dưới, trường hai nữa nó ở bên bên bên, bên phải trên. À, thêm một đây nữa, thêm thông số là h là chiều cao và v kép là chiều gì, v kép là chiều rộng, độ dài rộng của cái đấy nhé. Ngoài ra chúng ta sẽ mô tả thêm tham số tức là p. P là cái số thứ tự, mô tả cái số thứ tự của ô lưới nhé. Luôn ghi là p cho dễ nhé. Thì p là chạy gì, p chạy từ 1 cho đến cuối cùng là m nhân n nhé, m nhân n. Được chưa? Thì đây chính là cái bộ dữ liệu gốc. Thế bây giờ chúng ta sẽ phải làm tiếp tục để vẽ được, để chúng ta có thể hình dung được, thì chúng ta phải làm thêm cái bộ dữ liệu, một cái bộ dữ liệu ô lưới nhé. Đấy. Của lưới đấy, đây là bộ dữ liệu gốc này, còn bộ này là bộ dữ liệu mở rộng không có cái gì. Đây không có như sau nhé, chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta cần hai cái mảng. Đấy. Hai cái mảng này để chỉ ra cái tọa độ các cái tâm của các ô lưới. Chúng ta có hai cái đồ là x, ký hiệu là đây, ký hiệu một là gì? Ký hiệu là x list, ký hiệu như này nhé, x list. Đây là cái dãy các tọa độ, dãy các cái tọa độ x của các cột đấy. N, 1 này, 2, 3, 4, x, 1, x, 2, x, n của các cột nhé. Đánh số từ 1 cho đến n. Rất quan trọng.
Và cái thứ hai là ELIS, là ta là cái dãy, là một cái mảng là dãy các cái dãy tọa độ y của các cái hàng, đánh số từ 1 đến m. Thì cái vực x này là chúng ta sẽ được cái các cái tâm của các cái điểm trên các cái ô lưới đấy, ô lưới nhé. Bây tôi sẽ mô tả sau nhé. Bìa một cái ô lưới được quỵ như nào, một cái ô lưới thì có thể được cho bởi hai cách sau. Cách thứ nhất là cho bởi cái tham số là p, là nằm là cái ô lưới đó nằm ở cái số thứ tự nào trên cái lưới của chúng ta. Để cái vị trí ô lưới nhé, để cái vị trí hay số thứ tự vị trí của ô lưới, các bạn hình dung được không nhé. Ví dụ như là với VP bằng ví dụ là VP bằng 3 thì với cách 1 thì nằm ở đây, ô lưới nằm ở đây, còn cách 2 là nằm ở đây, khác nhau nhé. Như vậy là tất cả các tham số này là nó mặc dù nó là chung nhau nhưng mà nó hiển thị để đánh được được hiển thị và tính toán khác nhau so với hai trường hợp C1 và C2. Chúng ta chú ý nhé. Với P bằng 5, VP bằng 5 nhé, thì trừ 1 đây, nó có chỗ này. Đây là với đây là trường hợp là M4, N bằng 4 đây. Còn trường hợp 2 thì nó ở đây, 5 nó ở đây. Đấy, nó khác nhau thế này, rất là khác nhau nhé. Đấy, 5 ở đây, đây 5 ở bên này. Vẫn là số 5 đó. Được chưa? Tiếp theo là chúng ta có thể cho một cách khác, là chúng ta sẽ tính toán được cái chỉ số hàm, chỉ số cột, chúng ta kiểu nó là cho bởi chỉ số hàm là một hàm tháng thứ mấy và chỉ số cột cũng được. Chỉ số cột thì hai cái này tôi kiểu nó là x index và y index, được chưa? Đấy, như vậy là một cái ô lưới là nằm ở trên cái hàng nào, một cột nào, tôi kiểu là x index y index rất quan trọng. Như vậy là với lấy ví dụ là với p bằng 5 chẳng hạn, p bằng 5 nhé, VP bằng 5 trường hợp thứ nhất ấy. Trường hợp thứ nhất là VP bằng 5 thì nó nằm ở gì? Nằm ở cái hàng thứ hai và cột thứ nhất. Đó. Với trường thứ hai VP bằng 5 thì nằm ở hàng thứ nhất và cột thứ và hàng thứ nhất và cột thứ năm. Đấy, thấy không nào? Như vậy là ở trường này là x index bằng 5 và y index bằng 1. Còn trường này x index bằng mấy? X index bằng 1 và y index bằng 2. Đấy, cho nên cho thấy là nó rất là khác nhau đấy. Đấy, rất quan trọng nhé. Đấy, rất quan trọng. Ngoài ra chúng ta thêm một cái tham số nữa là chúng ta có thể bộ ô lưới này chúng ta sẽ tính được cái hai cái tọa độ tâm, cái tọa độ tâm của ô lưới đặc hiệu đó là x post và y post. Tính cái này sẽ theo gì, sử dụng hai cái mảng là mảng xlist và ylist để chúng ta tính nhé, dựa trên cái chỉ số này. Đấy, được chưa? Như vậy là tổng kết lại như sau nào, tôi gộp cả hai cái lại với nhau nhé, ta có này, như vậy là một cái bộ dữ liệu, như vậy là một cái bộ dữ liệu lớn, một cái bộ dữ liệu lớn, một cái bộ dữ liệu lớn của cái ô lưới là MND, nó gồm như sau này, nó gồm nhé, nó gồm này, kiểu là M này, N này, D này, đúng không nào? M, N, D này. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là H, chiều cao V kép này. Đấy. Ngoài ra ta có X0 này, Y0 này là cái vị trí gốc. Vị trí ban đầu ta sẽ vẽ ở đó nhé. Vị trí ban đầu chúng ta sẽ vẽ ở đó. Tiếp theo chúng ta cần cái bộ nữa là ta cần cái số nữa là các cái dữ tổng quát là p. Đấy, đúng không, là giờ tiếp theo là x x list y list là dãy các cái tâm của các cái hàng và cột. Tiếp theo chúng ta cần các chỉ số là x index y index, chỉ số hàng và cột của cái ô dữ liệu với cái chỉ số là p. Và tiếp theo ra cần là x post y post. Thấy chưa? Thì đây chính là cái bộ dữ liệu gốc. Đấy, rất quan trọng. Cái bộ dữ liệu này phải khai báo một lần và dùng mãi mãi trong toàn bộ chương trình.
trong toàn bộ chương trình chúng ta không được phép dùng những cái biến khác. Cái biến này ta phải dùng cố định, không được phép dùng cái biến này vào việc khác. Cái biến này được coi là cái biến biến hệ thống MND này, HV kép này, X0 Y0 này, P này, X-list, E-list này, P, X-index, E-index, X-post, E-post. Đây là những cái tham số hệ thống rất quan trọng, những cái biến nhớ, cái tham số hệ thống dùng để mô tả cái bộ dữ liệu lưới. Như vậy các bạn thấy, như vậy đây là, cái chỗ này là chỗ tương đối khó đấy nhé. Chỗ này là học sinh tiểu học thì rất rất là khó đấy. Theo tôi thì nó vượt quá với 99% học sinh tiểu học, trừ một vài cháu là xuất sắc thì có thể hiểu được, còn nói chung là rất khó hiểu. Tuy nhiên chúng ta mà luyện cho học sinh nhất, luyện dần thì học sinh cũng có thể hiểu, nhưng mà nó đòi hỏi rất là mất công đấy. Còn đối với sinh cấp 2, cấp 3 thì hoàn toàn quá thì rất là dễ hiểu, không có gì cả, nhưng mà nó rất quan trọng nhé. Và cái bộ dữ liệu này nó đóng vai trò là cái lõi của cái dữ liệu lưới, và trên đó tất cả các cái kịch bản liên quan đến game, liên quan đến trò chơi, phần mềm ứng dụng, phần mềm học tập đều, tất cả đều dựa trên cái bộ dữ liệu này hết. Đấy, các bạn thấy nhé, nó rất là quan trọng. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ như vậy, chúng ta sẽ thiết kế, nhưng mà vấn đề chúng ta phải tính toán được này như sau. Bây giờ chúng ta sẽ thiết ra mô tả các cái bài toán cần phải tính, các cái bài toán nhé. Bài toán cần tính trên cái bộ dữ liệu lưới trên. Cái bài toán này là áp dụng cho cả hai trường hợp 1 và 2 nhé. Đấy, rất quan trọng luôn. Bài toán 1 này, thực hiện tên là BT1 nhé, là hãy tính cái bộ dữ liệu gốc sao cho hợp lý nhất. Tôi tính M này, tính N này, tính D này, đúng không nào, tính X0 này, Y0 này. Tự nhiên là tính cái H với kép thì H với khác, H thì bằng là ND, còn EV kép H thì bằng MD, còn EV kép bằng ND dễ rồi. Nhìn bài toán 1. Bài toán 2, giả sử có cái 1 rồi, chúng ta mới tính cái bài toán 2 như sau này. Bài toán 2 là cho trước chỉ số hàng vào cột của cái ô đó, cho trước X index và E index cần tính cái P, tính cái số thứ tự của cái ô đó. Để cho trước cái ô lưới nằm trên cái hàng thứ hai và cột thứ ba, cần tính xem cái số tự của nó, cái P của nó bằng bao nhiêu, cần phải tính. Đó là bài toán số 2 nhé, được chưa? Bây giờ chúng ta sang bài toán số 3. Bài toán 3 là như sau. Toán 3 là ngược lại, là cho trước P cần phải tính là X index, E index, tức là cho trước cái số tự của cái ô trên lưới, mình cần tính xem cái ô đó nằm trên cái hàng nào và cột nào. Đấy, và cái tọa độ của nó, tâm của nó, X post và E post của nó là bao nhiêu. Tính được chúng ta mới làm toán được, mới làm chương trình được, mới được ứng dụng được chưa? Đó là bài toán số 3 nhé. Bài toán số 3 là như vậy, là cho trước P để tính cái chỉ số hàng là X index, chỉ số cột là Y index, và cái tọa độ tâm của nó X post, Y post, là nó gọi là bài toán 3. Bây sang đến bài toán 4. Bốn rất hay dùng ở trên thực tế nhé. Bài toán 4 là gì? Là cho trước cái tọa độ XY một điểm trên màn hình, cho trước một cái điểm XY trên màn hình. Mình cần tính xem là cái điểm này là nằm trong hay là ngoài lưới ô vuông. Nếu chúng ta có thể, đây là cái màn hình này nhé, đây là cái màn hình, đây màn hình chúng ta, đây cái lưới đây, cái điểm XY thì nó nằm ngoài đây thì là nằm ngoài đây, nên nó không, ta không tính được cái vị trí của nó. Mình nằm trong thì tính được, nằm trong thì ta tính gì?
Do tính nên phải tính được P đúng không? Tính được X index. Tính là Y index. Tính là X post. Hay Y post. Cho trước một điểm P bất kỳ, một chân X bất kỳ. Kiểm tra xem nó nằm ở trong hay là ngoài, nằm ở trong hay là ngoài lưới. Nếu nằm ngoài đặt P bằng 0. Còn nếu nằm trong thì P sẽ phải lớn hơn 0 và ta tính tiếp được X index, Y index, X post và Y post. Nhưng mà tháng này là rất quan trọng nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải tất cả cái bốn cái bài toán này mà làm theo cả hai cách, cách một và cách hai. Mà tôi sẽ làm cách một trước nhé. Khi các thứ ta cách một rồi thì các bạn có thể coi như về nhà làm theo cách hai, coi như bài tập về nhà làm theo cách hai, hai cách khác nhau thì chúng ta chú ý nhé. Rất quan trọng cái bài toán này, rất quan trọng là có hai cách để ta biểu diễn cái lưới trên màn hình dựa trên cái thứ tự mà chúng ta muốn đánh số các cái ô lưới đó. Đấy. Cách một là đánh số từ dưới lên trên, từ trái sang phải. Cách thứ hai là từ trên xuống từ trái sang phải. Thì tất cả các ba cả nó đều có cái phương án chung, nó đều có cái bốn cái bài toán như thế này. Đấy. Bây giờ chúng ta cùng nhau giải bốn cái bài toán này nhưng mà dựa trên cái gì? Dựa trên cái mô hình là chỉ là cách một nhé, là từ dưới lên trên mà từ trái sang phải. Rồi bây giờ mới giải này, cái này là cái mô hình, cái bài giải này là hoàn toàn là toán học nhé, hoàn toàn là toán, không có liên hệ cả. Khi chúng ta đã có mô hình rồi chúng ta sẽ áp dụng, chúng ta sẽ làm trên trên máy tính thôi nhé. Rồi bây giờ ta giải này, giải các cái bài toán trên, nhé. Bài toán 1 này. Cái bài toán 1 là cái bài toán mà chúng ta làm sao chúng ta vẽ được cái hình cho nó ngon lành nhất thôi. Thì có nhiều cách làm. Ví dụ chúng ta cho trước MBN. Sau chúng ta sẽ tính D. Tính D, tính H, tính V kép và tính X0, Y0. Đấy, cho trước như vậy. Nhé. Thì thường là như vậy nhé. Lấy ví dụ nhé, lấy ví dụ chúng ta cần cái ô lưới là M bằng 8, N bằng 8 thì bất kỳ ta lấy cho như vậy nhé. Đấy. Thì đây là bao nhiêu thì là hợp lý. Đấy. Đây là bao nhiêu thì là chúng ta tính thì M bằng 8 được, tham sắc hình chúng ta là hình vuông mà, hình vuông là hình vuông. Thì chúng ta có như sau nhé, hình vuông đây. Chúng ta có cái hình chúng ta là hình vuông. Hình vuông cũng là gồm có là M đúng không nào, M hàng và N cột đây. Thì chúng ta đặt là H bằng D, tùy chúng ta D hay là D, chúng ta đặt là ví dụ chúng ta đặt là bất kỳ định lý tính D, D có thể tùy ý nhé. Điều viết điều kiện của chúng ta là chiều cao H thì bằng là MD, thì MD là phải nhỏ hơn hoặc bằng cái chiều cao của cái màn hình thì là chiều nhỏ hơn hoặc 360. Thấy chưa? Vậy suy ra gì? M là 8 nhé. Thay vào thì tôi suy ra là D sẽ phải nhỏ hơn được bằng là 360 chia cho 8. Cái này bằng bao nhiêu? Cái này bằng 360 chia 8 là 328 là 4. Là bao nhiêu? 45 đúng không nào? 45 nhỉ? Chia 8 nhé. 360 chia 8 thì quên mất. 360 chia 8 là 30 chia là 4, 32, 42 là 4, 48 là 5 đúng không? Đấy, 45. Đấy. Hơi lẻ quá. Chúng ta có đặt lại gì? Chúng ta đặt lại cái này là 360 mà là 320 đi. Chúng ta đặt cái chiều cao của nó là 320. Thì suy ra là D sẽ bằng, đặt D bằng là 320 chia cho 8 bằng 40. Đấy. Đặt đây là hợp lý này. Vậy thực suy ra cái này mà n bằng d sẽ bằng 40. Nghe chưa? Suy ra là h bao nhiêu, h sẽ bằng này. H sẽ bằng là MD bằng 320. Còn là v kép cũng bằng là ND cũng bằng 320 luôn. 320. Đấy. Nghe chưa? Thì nhựa là với M 8 N 8 thì D bằng cái này và cái này bằng cái này. Đấy. Để như sau nhé. Bây giờ chúng ta tính tiếp mà x0 y0 ở đây. Điểm đây chỉ là x0 y0. Chúng ta cái hình này vào giữa nhé. Thì vào giữa đây nó chia đôi như này này. Đây là điểm 0 0 này. 0 0.
mình suy ra là gì, cái trục rộng đây là w, vậy một nửa của nó chính là w chia 2. Đấy, chiều cao đây là một nửa, đây là h chia 2, đây là âm hết, vậy thế suy ra trên này này, vậy suy ra là x không bằng bằng là âm này chia 2. Đấy, và y không bằng là âm h chia 2, h chia 2. Được chưa? Bây giờ có tổng quát nhé, bây giờ tôi đặt lại cho tổng quát cho các bạn xem nhé, này tổng quát này. À, vậy chúng ta có nhé, VMN, MN bất kỳ chúng ta làm như sau này. Đây, lời giải như sau này. Đây là chúng ta phân tích thôi, còn lời giải là như sau nhé. Lời giải cái bài toán này là như sau này. Bây giờ tôi muốn là tôi đặt là như sau nhé. Input đầu vào, input đầu vào là MN. Đấy. Tôi đặt trước là H, cố định đi, H luôn bằng là 320, chiều cao tôi không muốn cho, không muốn cao bằng, không muốn là cao toàn bộ bằng cái tôi không muốn cái lưới nó phủ lên trên, tôi muốn nó nhỏ một tí, 320 hợp lý nhé. Xuyên suy ra này, suy ra như sau này, ta tính này, d bằng này, d này, d sẽ bằng là, d sẽ bằng là h chia cho, h chia cho m, và v kép sẽ bằng là nd, x không bằng là âm v kép chia 2 và y không bằng là âm h chia 2. Đấy, đây là những cái lời giải của nó đây. Lời giải cho trường hợp là tổng quát. Chứ còn này tôi có đặt lại, có thể đặt là 320 hoặc là 360 cũng được, tùy ý tôi nhé. Rồi. Bây chúng ta sang bài toán 2. Để nhớ lại bài toán 1 là đây nhé. À đây tôi quên mất đấy. Thật ra còn phải thêm một cái nữa. Bài toán 1 là khi mà tính nhờ tao phải tính thêm cả, tôi phải tính thêm ở đây nữa. Tôi phải tính thêm ở đây hai cái tọa độ là hai cái dãy là x list và y list. Hoàn toàn có thể tính được hai cái này rất dễ dàng. Tính như sau nhá. Đây. Khi chúng ta đã có cái x không hay không rồi nhé, và có cái d rồi thì chúng ta làm như sau. Đây. Thì cái x không là như sau nhé. Đây chúng ta chú ý nhé. Đây cái lưới, chúng ta đây, cái lưới này nhé. Đây, nó có. Chúng ta cần phải tính cái tọa độ tâm này này. Tâm này này. Đây là x list. Đây. Còn y list đây. Đấy. Đây là x không y không. Đấy. Cái chiều dài này này. Cái chiều này chính là d chia 2. Cái chiều này chính là d chia 2. Đấy, vậy ta làm như sau nhé. Bây giờ tiếp theo chúng ta tính x list và y list. Tính như thế nào? Tính rất đơn giản thôi. Chúng ta làm như sau này. Nó là một cái dãy mà. Thì chúng ta làm như sau nhé. Thật là rất đơn giản thôi. Nó chỉ là như thế này. Đầu tiên chúng ta đặt là x này, x sẽ bằng là x không cộng với d chia 2, chính là tọa độ của cái điểm này này, và y bằng là y không cộng với d chia 2. Đấy. Và chúng ta đặt như sau, cái tọa độ như sau này, cái x list là một cái mảng thôi, x list với tọa độ là k bằng như sau này, sẽ bằng là x cộng với k trừ 1 d. X list y list k bằng là y cộng với k trừ 1 d. Đây là công thức tính phân tử tổng quát của x list và y list. Được chưa? Thì toàn bộ cái bài toán 1 này tôi ký hiệu chung nó là tôi làm tục có tên là init nhé. Init data. Được chưa? Đấy. Đó là cái i1. Đó là cái bài toán 1. Bài toán 1 là bài toán là cho trước MN tính cái này, tính DW HW x không y không và tính cả cái gì, tính cả cái x list và y list rất quan trọng. Đấy. Đây là cái dữ liệu gốc ban đầu. Được chưa? Bây giờ sang chúng ta tính toán cái bài toán số 2 nhé. Bài toán 2. Đây chúng ta xem bài toán 2 này.
Bài toán 2 như thế nào? Cái bài toán 2 là như sau. Cái bài toán 2 là gì? Bài toán 2 là cho trước cái ô lưới với cho trước x index, cái chỉ số hàng và chỉ số cột y index của ô lưới và tính p. Thực ra cái bài số 2 là tôi kêu còn nó là tôi kêu cái hàm này là tên là can calculate post. Hàm này cái đầu vào là x index và y index, x index và y index, và cái bài này đầu ra của nó, cái đầu ra tính được là cái p. Được chưa? Tôi thấy rất là bài này thật ra cũng rất là dễ, vì nó là chỉ có đây, ta thấy nó rất là dễ thôi, nó là như này này. Để chúng ta tính nhé. Đây, đây là P 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Đấy, cứ thế nó lên từ trái sang phải và từ lên trên. Được không nào? Thì là tăng theo theo x index và y index nó tăng lên một này, thì bây giờ ta tính ngay này. P nó bằng này, P nó bằng như sau này. P nó bằng như sau, P nó bằng ở đây nhân 5 này, xong là lên 6 ở đây này. Lên 6 ở đây là như vậy là gì? Khi mà nó quá cái này nó phải nó phải lên này. Đấy. Chúng ta cùng nhau chúng ta phân tích một tí nhé, chúng ta sẽ thấy là như sau này. Có nhé. Với index mà bằng đây là y index nhé, đây là x index này. Đây là 1 này, 2 này, đây là y index nhé. Đây là m này. Còn đây index là 1 này, 2 này, trên là n. Với index bằng 0 ấy, thì nó chỉ bằng x index. Với index bằng 1 thì nó bằng cộng thêm cái hàm trên này thôi. Đấy, cộng thêm cái này. Vậy nó sẽ bằng gì? Cộng thêm là như sau, ta công thức như sau này, công thức chúng ta là như này nhé, các bạn sẽ thấy như nó sẽ bằng là n sau khi mà n nhân với y index trừ 1 cộng với x index. Đây chính là công thức của này, đây chính là công thức tính cái chỉ số p đấy. Thế là với y index bằng 0 nhé, bằng 1 nhé, thì là cái này bằng 0. Vậy là chỉ bằng x index đây, 1 2 3 4 5. Còn khi mà y index bằng 2 thì bắt đầu từ 6. Khi bằng 2 thì cái này là phải là trừ 1 đi thì cộng thêm n nữa. Đấy, ở đây 6 7 8 như vậy là x index cộng 1 nữa vào đây, cộng n cộng với n ở đây. Thì nó sẽ bằng 2 6 7 8 9 10. Đây, 9 10 đây. Vậy mà cứ thuộc vào đây có thế này nhé. Nhắc lại này, P nó sẽ bằng là n nhân với y index trừ 1 hoặc cộng với x index. Đây là công thức tính PN nhé. Đây là cái tính P theo y index và x index. Thấy chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài toán 3, khó hơn một chút. Bài toán 3 nhé. Bài toán 3 như sau. Nhớ lại một chút này. Bài toán 3 là bài toán như sau. Bài toán là cho trước input P cần phải tính cái x index đấy, y index và x post và y post cho trước cái chỉ số p của cái ô lưới và tính xem là nó nằm ở trên cái hàng bạn, nó là trên cái hàng nào và cột nào. Cái này hơi khó một chút nhé. Thì chúng ta có công thức sau đây này.
để công thức để tính cái tính cái chỉ số hàng và cột của một cái ô lưới thứ P. Để chúng ta tính theo cái đây là tính theo cái mô hình là cách một nhé. Cái một cái hai nó hơi khác nhau một chút và nó không chúng ta phân tích một chút thấy nó không chỉ là được chưa? Bây giờ là P như sau này. Cho trước P nhé. Đây. Cho trước P. Cho P 14 nhé. Đây. Đây trường hợp này trường hợp lại là n bằng 5. M thì cũng bằng 5 nhé. M bằng 5. Đấy. P 14 thì làm cái nào? P 14 bây giờ muốn tính xem nó nằm ở ở cái hàng nào? Hàng nào và cột nào? Đấy, chúng ta sẽ phải tính. Nó cho tính theo cột cột trước nhá. Thì nếu mà 14 ấy thì chúng ta phải chia cho 5. Chia cho 5. Lấy số dư của nó được. Lấy số dư của cái 14 chia 5 số dư là 4 nằm ở đây. Nhưng trường mà với 15 ấy 15 15 là số dư bằng 0 thì ta phải cộng thêm là phải tính là bằng 5. Đấy, như vậy ta làm sau nhé. Tính sau này. Chúng ta là x đầu tiên là x index. Chúng ta lấy là chúng ta lấy P chúng ta làm chia cho 5 chia cho n đấy được chưa. Nếu mp chia cho n thì đặt cái này bằng 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 if nếu mà p mà chia hết cho p mà 1 n mà bằng 0 tức là nếu p chia cho n thì đặt đặt x index bằng chính n. Còn y thì cũng dễ hơn. Y chúng ta chỉ việc ta chia cho 5 xong ta làm tròn lên, ví dụ lấy 4 nhé. 4 chia 5 là bằng 0,8, làm tròn lên là 1. Đây hàng thì hàng thẳng nhất. 9 chia 5 bằng là 1 chấm mấy đấy, làm tròn lên là 2. 15 chia 5 là 3, đúng là 3 rồi. Người ta có tròn, ta công thức là y index bằng gì? Bằng làm tròn lên. Làm tròn lên của P chia cho N làm tròn lên kiểu chính là cái này này. Đây kiểu làm tròn lên nhé. Hay là đây đây chúng ta đây chính là cái hàm hàm ceiling ở trong Scratch có cái hàm ceiling là hàm tròn lên nhé. Đây là công thức tính tính cái x index index theo P. Còn export thì dễ thôi. Cái này là tính tính theo bên này. Gọi là export sẽ bằng là x list là cái mảng này. Tính theo x index. Đấy, đây là y post bằng là y list tính theo gì? Tính theo là y index. Đó. Đây là bài đó là đòi bài số 3. Đầu vào là p tính 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 bốn tính bốn cái này. Đấy. Rất quan trọng đấy, cái hàm rất quan trọng, hàm lõi rất cơ bản. Nó ở trong cái trình của chúng ta sau này các trò chơi ta dùng thường xuyên những cái này. Bây giờ ta sang xem cái bài số 4 nhé. Bài tập 4 là bài tập là ngược lại của bài 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 tập 3 là cho trước cái tọa độ điểm x y kiểm tra xem nó nằm ở trong nó nằm trong hình hình lưới vuông chúng ta tính 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 p tính p và theo bài tập 2 chúng ta tính được luôn cả x index y index nhé và export luôn export và import nhưng quan trọng nhất là tính p như vậy đầu vào là x y đầu ra là phải p nếu mà x y nằm ngoài ô vuông thì là đặt p bằng không sẽ coi nằm ngoài ô vuông còn x y mà là nằm trong ô vuông trong lưới vuông đặt p là chính là số tự của cái ô lưới đó nhé thì cái làm như sau này nó sẽ khó hơn một chút nhá chúng ta chú ý này đây chúng ta cùng nhau phân tích một chút thôi là có nhé đây đây là cái màn hình của chúng ta đây đây là lưới vụ chúng ta nằm ở đây này nằm ở đây này. Đó.
Nếu mà điểm ta điểm xin nằm bên ngoài này này, chính nằm ngoài rồi, nằm trong thì khi nào trong khi nào ngoài đó, thì nằm trong khi nào thì cho điều kiện này, điều kiện nằm trong nhé, điều kiện nằm ngoài này, điều kiện để mà xy mà là bên ngoài lưới là như sau nhé. Bên ngoài lưới là gì, hoặc là x thì nằm ở đây, hoặc nằm ở đây, hoặc nằm ở đây. Nhưng mà với x thì làm trước nhé, với x thì là hoặc là x thì là phải nhỏ hơn x không, hoặc x thì phải lớn hơn gì, lớn là cái x không cộng cộng bên này nữa, cộng lớn là x không cộng với chiều rộng v kép, hoặc o hết nhé, o y với y, hoặc là y đây làm thế này, y nhỏ hơn y không, o y là phải lớn hơn y không cộng v kép cộng h. Đây chính là cái điều kiện để mà nằm nằm trong ta nằm ngoài. Còn ngược lại, nếu nằm trong nhé, nếu nằm trong thì ta làm như sau. Nếu nằm trong thì cho tính như sau này, công thức đơn giản thôi, vậy tôi mô tả luôn các bạn cái công thức của nó nhé. Ta có này, đầu tiên là y trước y index, chúng ta tính như sau, tính như sau. Công thức chúng ta bằng gì, bằng là chúng ta lấy cái x gì, x gì đó chúng ta trừ đi x không, nó nằm ở đây, x trừ x không trừ đi x không ở đây, nằm ở điểm đây, và chúng ta chia cho d thôi, chúng ta chia cho d và chúng ta làm tròn lên. Đấy. Như vậy trên đây chính là cái hàm này, là hàm ceiling của gì, của x trừ x không chia d. Đấy. Còn ngược lại ta có y nhé, đây là x, đây chỗ đây là x gì, x gì nhé, x gì, còn y nhé, y ngược lại, y index ta làm bằng lại y trừ đi y không chia d, tất cả làm tròn lên. Đấy, làm tròn lên. Đấy. Thấy chưa? Rồi, và sau đó cho ta tính, khi bây giờ cho tính tiếp, cho ta tính tiếp là x index và y index thôi nhé. Ta có này, tính lại nhé, AP đây nhé. Khi có đây rồi thì mình P, P sẽ bằng là n nhân với y index nãy đấy, index trừ đi 1 cộng với x index. Index, và sau đó chúng ta sẽ tính tiếp được cái gì? Tính tiếp được cái theo trên, theo cái hàm trên này. Đây, đây này. Đây này. Chúng ta có như sau. Có cái này rồi mà, thì là đây rồi, có P đây rồi, do tính tiếp import là dễ thôi. Chúng ta tính tiếp import là như sau nhé. Đây, import sẽ bằng x post sẽ bằng là x list của cái gì, của cái x index, còn y post bằng là y list của y index. Đấy, như vậy là xong nhé. Cái hàm này là cái bài tập 3 này, tôi ký hiệu của nó là gì, tôi ký hiệu của nó là cái hàm này, tôi ký hiệu của nó là hàm như sau. Tôi ký hiệu cái hàm này là hàm, tôi ký hiệu cái thủ thuật này, tôi ký hiệu tên này là calculate xy, đầu vào của nó là xy, thấy được chưa? Đấy. Đấy, nhưng mà chúng ta vừa mới hoàn thành xong cái bộ đây chính là cái bộ dữ liệu chính thiết kế, cái bộ dữ liệu gọi là bộ dữ liệu lũy của vuông, rất quan trọng. Cái bộ này cũng rất quan trọng nhé. Thế mà có thể hơi khó hiểu không? Rất khó hiểu đấy. Thì cái này chúng ta phải làm nhiều, ta mới quen. Mới lần đầu tiên mà làm thì nó rất là khó hiểu, nhưng mà chúng ta làm dần nó sẽ quen dần đi nhé. Bây giờ tôi sẽ mô phỏng cái này, tôi sẽ viết trình một chương trình và chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra, và dựa trên cái bộ dữ liệu này thì chúng ta sẽ thiết kế một trò chơi đơn giản để ta thấy, và từ đó chúng ta có thể suy ra được, từ cái mô hình này chúng ta có thể nghĩ ra, chúng ta có thể giải quyết được rất rất nhiều các trò chơi khác. Các bạn nào mà chịu khó, mà thông minh, mà sáng tạo, chúng ta có thể nghĩ ra hàng trăm hàng ngàn cái trò chơi khác được nhé, hàng ngàn cái trò chơi, hàng ngàn cái phần mềm ứng dụng khác nhau trên cái mô hình này. Thì đây là cái mô hình lõi rất quan trọng nhé. Bây giờ tôi sẽ cùng nhau, chúng ta cùng nhau làm này. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau làm được cái, chúng ta thiết kế cái bộ dữ liệu gốc và chúng ta thiết kế cái màn hình đơn giản thôi. Việc cho đặt m bằng 8, n bằng 8 cho đơn giản trước nhé. Còn về tổng quát của m bất kỳ, n bất kỳ, mà tôi sẽ thiết kế cái màn hình đơn giản m bằng 8, n bằng 8 nhé. Đây.
và tôi lấy cái bộ dữ liệu gốc chúng ta, tôi làm đơn giản thôi, tôi lấy như này, tôi sẽ lấy cái bộ dữ liệu của chúng ta là gì, là m bằng 8, n bằng 8 và d bằng 40 cho đơn giản nhé, chỗ có h bằng 320 và v kép bằng 320 đó, và tính được dễ dàng x bằng 0 đây. Đấy, và chúng ta làm, chúng ta xây dựng cái hàm đây là tính cái này, gọi là tính cái em để tính cái tính cái này, tính cái này là cái hàm tôi gọi là init data. Sau đó tôi tính cái hàm này, tôi gọi tôi là calculate post, đầu vào là x index, và đầu ra là p. Còn tiếp theo là cái hàm này, đầu vào là p, đầu ra là cái này. Cái hàm này, tôi sẽ gọi nó gì, hàm này tôi sẽ gọi nó là cái thủ tục có tên là calculate nhé, đầu vào là p. Đấy, đây là một thủ tục nữa tôi cần phải làm này. Calculate đúng không? Đây là calculate post, đây là calculate không thôi. Còn đây là calculate xi, là cho trước xi. Bây giờ tính cái này và tính được cái export import, tính được p. Nếu mà nằm ngoài, đặt p bằng 0. Nếu mà nó nằm ngoài thì ta đặt, nếu như này thì ta đặt đặt p bằng 0. Còn nếu mà nằm trong thì ta tính toán theo công thức dưới này. Đấy. Thấy chưa? Như vậy chúng ta cần cần cái bộ dữ liệu gốc này, mà chúng ta thiết kế một số các hàm cơ bản, cái hàm là hàm rất cơ bản, các bạn vẫn làm mà ta cứ lưu lại, để ta dùng trong nhiều nhiều bài tập khác nhau nhé. Đây đây chỉ một mô hình thôi, các bạn về nhà các bạn làm tiếp cho tôi cái mô hình đối với gì, mô hình đối với cái cách 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 số 2 là các cái lưới để số từ trên xuống. Chúng ta đây tôi làm cách một, hết nhé. Cách hai là đây, cách hai là cách chúng ta làm, cách hai là cách là từ trên xuống. Chúng ta làm từ từ dưới, lên trước nhé, còn từ trên xuống làm gần tương tự như vậy. Rồi bây giờ tôi làm nó bắt đầu nhé. Đây à, tôi thiết kế ra, đầu tiên tôi tạo ra những cái biến rất cơ bản nhé, biến m này, m này, biến thứ hai là biến n này, và nhớ lại nhé, biến thứ ba là biến d. M là kích thước, của cái lưới, d là cái độ dài của cái độ của cái ô lưới. Tiếp theo chúng ta cần cái gì, cần cái chiều cao h, cần cái chiều rộng là v kép, viết hoa cho nó dễ. Sau chúng ta cần hai tham số là x0 và y0. Đó. Được chưa? Tiếp theo chúng ta cần một cái tham số như là p, là để cái biến để mô tả cái vị trí của cái ô lưới. P tắt của cái từ post đó. Chúng ta cần cái biến là x gạch ngang index, là cái chỉ số hàng, là cái biến tổng thể x index, và tiếp theo lại y index. Rồi tiếp theo chúng ta cần cái biến là expose, cần tiếp theo là y post rất quan trọng. Đấy, thấy rất nhiều tham số nhé. Bây giờ tôi tắt đi cho nó dễ nhìn này. Đấy, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta cần về mặt, là dãy, chúng ta cần hai cái, là một là xlist mô tả cái xlist là mô tả cái gì, là mô tả cái lưới, cái dãy các cái tọa độ x của các ô lưới theo cột. Còn cái thứ hai là cái elist, là mô tả theo theo hàng các cái tâm, cái ô theo hàng, là một chỗ hàng hàng mm, như hai cái này nhé. Đó. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế này, chúng ta thiết kế đầu tiên là thiết lập cái bắt đầu này nhé, bắt đầu này. Thì tôi đặt bình thường thôi, đầu tiên tôi đặt đơn giản, tôi đặt lại tôi đặt m bằng bằng 8 này cho đơn giản. Có thể quay các cái nhiều hơn, có thể thay đổi được nhé. Xong đặt tiếp thứ hai là n bằng 8. N đây. N bằng 8, có thể đặt khác nhau rồi nhé, chúng ta đặt bằng 8. 8 dễ đấy nhé. Xong là d. D tôi đặt, đặt D bằng bằng 40 đi, 40 đi. 40 thì chỉ có h của nó chính là bằng là 320 thôi. Tôi tính h này. Tính luôn h nhá, đây h này. H chiều cao, h bằng m nhân với d. Đây h bằng cái này. Đây. H thì bằng đây. H thì bằng là bằng m. Đây bằng m nhân với d. Thấy không, tính luôn chiều cao h
tính theo cái ba mặt thôi là MN và D. Tiếp theo tính cái chiều rộng của nó, chiều rộng đây V kép bằng là N nhân với D. Chiều rộng của cái lưới của nó bằng N. N đâu, N đây. Tôi chỉ việc copy cái này xuống, bỏ cái này ra. Để chưa, như vậy đây là cái tham số ban đầu đây. Đó, thấy không nào? Ban đầu nhé, dễ dàng. M này, N, tôi có thể đây tôi đặt có thể M, N khác đi nhé. Nhưng mà khác đi thì tôi phải sửa lại cái này một chút, sửa lại cái D này một chút cho nó hợp lý. Đó, các bạn về nhà làm sau nhé. Bây giờ tôi làm luôn cái việc là tôi sẽ làm cái chương trình để tôi tính cái hai cái này nhé. Đây, tôi làm cái thủ tục có tên là init data. Đấy. Cái này dùng để tính cái hai cái rất quan trọng, hai cái mảng là hai cái dãy là xlist list, hai cái dãy mô tả các cái tọa độ tâm của các cái hàng và cột này. Thì tôi tính cái này. Đấy. Sau khi mà tôi nhập xong tôi tính init data nhé, để tính cái này này. Đấy. Thì trước khi làm tôi làm như sau. Đầu tiên muốn làm thì tôi phải sao? Tôi phải xóa hết đi đã. Tôi dùng delete xóa hết để làm cái đầu. Đây, xóa nhé. Delete đây. Được chưa? Rồi, bây giờ tôi làm như sau này, tôi đây công thức của nó là như này, tôi nhớ lại nhé. Đây. Công thức của nó cứ tính xlist list là như thế này. Đâu rồi? Xlist và list đây này. K này này. Đó. Nha, K tính từ 1 trở đi nhá. Một tính từ không được, tính từ 0 thì thật là nó sẽ là K. Thật là tính từ 0 trở đi đi. Đây là từ 1 trở đi thì là bằng K trừ 1. Còn từ 0 trở đi thì là nó sẽ thì là K thôi. Để làm các bạn xem cái này. Đây, tùy các bạn thôi, tùy nhé. Đây, tôi làm. Đây. Bây giờ tôi đặt K bằng tôi làm thêm cái biến nữa là biến K này là biến chạy, thì biến K là biến chạy. Được chưa? Thì làm như sau này, tôi đặt K bằng 0. Từ 1 thì đi cũng không nhé, không cũng được. Và tôi tính cho xlist trước và ylist sau. Xlist là N phần tử, còn ylist là M phần tử. Vì chiều đều xlist là chiều ngang, là có N cột, còn chiều cao là có y lại dùng y list là có m hàng. Bây giờ làm tôi làm hai lần. Lần thứ nhất đây, tôi repeat là lần nhất tôi repeat lại là n n được chưa n đấy. Và tôi bổ sung vào cái x list dùng cái hàm này, dùng cái hàm add đấy. Được chưa? Add lần lượt add gì? S đây tôi làm thêm, đây vẫn còn thêm một chút nữa, xin lỗi, tôi vẫn còn thêm biến nữa đây, quên mất. Đây chúng ta có cái biến là x và y này, x y này, cần nó để tôi tính cái này. Đấy, tính cái điểm cái vị trí ban đầu của cái tâm là x không, x và y là x không cộng d trên 2, y bằng y không cộng d trên 2. Đây là cái tâm cái ban đầu của này. Đấy. X không nằm ở đây cộng thêm d trên 2 nằm ở bên này. Y0 cộng thêm D trên 2 nằm ở đây. Đấy. Như vậy ta cần thêm một cái biến nữa là biến X và Y. X. Rất nhiều biến nhé. Đây. Y. Rồi. Thì bây giờ trước cái tính này chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ phải tính X và Y trước. Set X. X và set Y. Set Y. Được chưa? Cái này nằm dưới này nhé, nằm dưới này này. Đây vào đây này. X thì bằng x0 cộng với là cộng với d trên 2, y không cũng vậy nhé. Đây nó chính là bằng, nó sẽ bằng cái phép cộng. Đây. Cộng với chia 2 mà, cộng với d trên 2. Đây. Cái này là x thì sẽ bằng là x0. X thì bằng x0 cộng với d chia 2. Cộng với D chia 2. Đấy, đây là 2 nhé. Đó. Đây. Bây giờ
bi xuống thay x không bằng bằng y không. Đấy, không này nhá. À, chúng ta đưa cái này vào đây. Bắt đầu đây này. Rồi bây giờ đây nhé. Bây giờ tôi bổ sung gì? Tôi bổ sung cái gì? Tôi bổ sung cái x cộng với kd đây. Bổ sung này. X cộng với kd này. Đây. Bổ sung thêm vào thứ k nhé. Mà tôi làm cho nhanh không biết phải. Đây, tôi bổ sung cái x. Đây. Bổ sung cái x. X cộng với kd, về k thứ không trở đi mà nó rất hợp lý rồi. Ở đây nhé, đây là kd. Đâu rồi? K tiếp theo là d. Đây chỉ là cái này này. Đấy, ép vào đây này. Và sau đó tôi trên k bài 1 là xong. Thì cái chỗ này chính là cái chỗ này, đây chính là cái chỗ tính x list nhé. Cái này nó chính là cái này đấy, nhưng mà đây là tôi k trừ 1 thì tôi đây là cái phần tử thứ k thì trong k trừ 1 có tôi cứ bổ sung vào tôi tính tính từ không thôi. Đây. Được chưa? Vì làm tương tự đối với copy số nhé, làm tương tự đối với y thì đây tôi phải bỏ cái n đi thay bằng m. M đây, M. Để bỏ cái x này ra này, thay bằng y này. Và D thay bằng y. Thấy chưa? Thấy không? Tính thử cho bạn xem đây, tính thử cho bạn xem đây. Đúng ở đây nhé. Từ xem x vào như này. Như này. Nó sẽ bằng là à, quên mất chưa tính sai rồi. Chưa tính x không y không đấy, chưa thì tính vào đây này đúng không, nhầm 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 quên mất chưa tính x không y không ở đây ta có này, tính x không chưa tính cái này và chưa tính cái y không, cái điểm ban đầu rất quan trọng cần phải tính nhé. X không bằng là trừ bằng trừ bằng trừ v kép chia 2, còn là y không bằng trừ h chia 2. Đây này, không bằng trừ với kép chia 2, y không bằng trừ h chia 2 nhé. Đây. Mẹ cái này nó bằng bao nhiêu này, nó tính thử này. Đây nhé, nó sẽ bằng là phép trừ chia lấy phép nhân đây, trừ nhé. Đây nó là trừ 1. Trừ 1. Y không sẽ là trừ của v kép chia 2. Đây. V kép nào? V kép chia 2. Nhân với kép chia 2. Đưa vào đây này. Còn đối với thằng này thay cái v kép bằng h là được. H chia 2. Đây chữ x không này. Nhá, ta đưa vào đây này. Đấy. Rồi mình tính lại này. Rồi kiểm tra sao đúng không nhá, ta kiểm tra cái tọa độ của độ x y có đúng không? Đúng rồi đấy, âm 140 cộng cộng ra vào là cộng thêm 40, 100 trừ 60 20 đấy, đối xứng nhau chưa? Đúng rồi đấy, y không hết như vậy đấy, đúng rồi nhé. Đấy, nhưng mà tới đây ta làm xong được cái bài toán 1, bây chúng ta sẽ làm xong bài toán 2 nhé. Bài toán 2 chúng ta sẽ tính cái gì? Bài toán 2 là như sau, để xong cái phần là init data này này, để ta sang cái bài toán 2. Bài toán 2 đây là calculate post đầu vào là x index y index và đầu ra là cái này, đầu ra là cái này đây. Hoàn toàn làm được nhé. Bây giờ tôi làm như sau này. Bài toán 2 là như sau. Đây tôi làm cái một cái hàm đặt tên nó là gì? Đây tôi viết cái này đây. Cái hàm có tên là calculate post nhé. Đầu vào của nó là x index và y index.
đầu ra là tính tính cái P nhé. Rồi đây đầu ra tính P, tôi viết cái tính theo P, P là tham số tổng thể đến P đây nhé. P bằng là N nhân index trừ 1 cộng x index, chúng ta nhớ lại công thức của nó đây. Đây. Công thức của nó này này nhá. Nó sẽ bằng như sau này. Nó là một cái phép cộng. À, phía sau này chính là y chính là x index. Đây. Còn phía đầu ở đây là này, đầu với đây là phép nhân. Là một phép nhân. Phép nhân này. Nhân là phía đầu tiên nó là n n nhân với cái index này trừ đi 1. Tại mình phép trừ nữa, hay là nhầm nữa. Index này trừ đi 1. Đưa cái này vào đây. Đưa cái này vào đây. Và đưa cái này vào đây. Thì đây chính là cái hàm để tính cái đầu vào là x index và đầu ra là P nhé. Đó là cái bài toán số 2. Bài toán số 2. Đây, số 2 đây này. Đấy. Giờ chúng ta sang bài 3 phức tạp hơn một chút. Bài 3 là đầu vào là P, đầu ra là x index, y index, x post và y post theo công thức này. Chúng ta chú ý nhé. Bây giờ ta tính sang cái bài số 3 này. Chúng ta làm sang cái bài số 3 nhé. Bài số 3 là cái hàm của nó có tên là calculate P thôi. Ta tạo một cái hàm. Calculate mà đầu vào của nó là P. Đấy. Thấy chưa? Đây. Để đây cho nó dễ nhìn nhé, đây, P nhé. Phần này phức tạp hơn này, để chúng ta quan sát này. Đầu tiên chúng ta tính là x index bằng P mod N, nếu mà P mod N bằng 0 thì bằng N. Xong đặt y index bằng cái này. Xong là tính x của y post. Để làm lần làm như là nó sẽ nhớ thôi. Đấy. Chúng ta tính đầu tiên là tính cái gì? Tính là cái x index trước nhá. Đây, chúng ta tính cái x index đây. Bằng cái gì? X index bằng cái gì? Bằng cái này. Bằng là tôi lấy cái phép là phép mod. Đây, mod đây này. Mod đây. Mod của P chia cho n. Chưa P chia cho N là số dư đấy, số tôi cho kiểm tra nếu cái này bằng 0 thì đặt cái này bằng N luôn. Kiểm tra if đây. If một cái này này mà bằng 0 ấy thì đặt luôn cái đặt luôn cái x index bằng N. Cái này này chính là cái này. Chính là cái này. Mình tính cái y nhé. Index sẽ bằng là P chia cho N mà lấy làm là tròn lên. Tiếp theo là đặt set của y index này. Này. Bằng cái hàm làm bằng cái phép chia. Phép chia này này, P này. Đấy, phép P này chia cho N này. Chia cho N này nhưng phải làm tròn lên. Ta dùng cái hàm này. Đây. Dùng cái hàm là hàm ceiling này. Đây. Đấy chưa, nhưng mà đây là tính được gì? Tính được cái x index và y index rồi. Để chúng ta tính tiếp cái x post và y post là được. Set nhé. X post rồi. Tiếp cái y post bằng bao nhiêu? Bằng cái chỉ số của x index index trong cái hàm x và y index. Chúng ta lấy cái hàm này ra đây, đây, đây này. Ở đây là x list, ở đây là y list. Cái gì? Dùng cái này đây, x index là cái này, đây là y index ở đây. Đây chính là cái hàm số 2 rất quan trọng. Đầu vào là P, đầu ra là x index, y index,
và export import. Đây là chỉ số hàng và cột của cái ô số tự là P, còn export import là cái tọa độ tâm của cái ô đó, rất quan trọng. Tọa độ tâm này dùng người ta xử lý trên màn hình nhé. Bây giờ chúng ta sang cái phần cuối cùng. Hàm cuối cùng là cái hàm này, là cái hàm mà hàm thứ tư đây, hàm thứ tư đây, cho trước x và y tính p. Nếu mà điểm điểm này mà nằm ngoài hình vuông, dưới vuông ta đặt p bằng 0, còn nằm trong cho tính tiếp thì p sẽ lớn 0. Và thì tính luôn, chúng ta tính luôn cái x index y index và tính luôn cái export import luôn, thì công thức mà ta đã biết nhé. Đấy, bài này chúng ta ký hiệu như sau. Chúng ta làm cái hàm có tên là can calculate x và y. Đấy, thấy chưa? Đầu vào là x, y là một tọa độ bất kỳ trên màn hình. Đấy, chúng ta tính ở đây nhé. Đấy. Đầu ra là P. Bây giờ chúng ta kiểm tra này. Nếu nằm trong và nằm trong sao nằm ngoài thì sao? Đấy, luôn phải có đầu tiên nó có một cái ý nếu này. Nếu mà nằm ngoài và nằm trong thì sao? Chúng ta làm nên nằm ngoài trước nhé. Chúng ta kiểm tra thì cái điều kiện nằm ngoài là như thế này, nằm ngoài đây. Nằm ngoài là x nhỏ đi 0 hoặc x lớn đi 0 cộng v kép hoặc y nhỏ đi 0 hoặc là 1 2 3 cái hoặc liền đây này. Để chúng ta tính nhé, đây. Hoặc này, chúng ta kéo cái này ra này. Có cái hoặc o này, 1 nên là hai cái o này. Một cái o, hai cái o, chúng ta mấy cái o tất cả nhỉ, một hai ba, ba cái o, là có ba cái o. Đầu tiên là cái nhỏ hơn, đây, nhỏ hơn này này, nhỏ hơn. Nếu mà chúng ta có lấy ra lớn hơn này, lớn hơn thì ta copy được thoải mái nhé. Đây, nhỏ hơn này thì nếu mà x gì mà nhỏ hơn x không thì có những nằm ngoài. Phải bốn bốn cái nhỉ, phải bốn bốn cái o nhé, một hai bốn cái o này, một này, một này, hai này, ba, bốn cái o, một cái nhé, phải là bốn cái o cả. Không thể ba được. Tôi kiểm tra sau nhé. Đây là một cái này. Cái thứ hai cô làm hay là cái là hai là cái lớn hơn. X hoặc là nhỏ hơn x không hoặc là lớn hơn là ngoài x không cộng cộng với hoặc lớn hơn x không cộng với v kép. Đây. Đây là nhân cộng. Đúng không? Cộng với x không việc kép. Thế nào, nhưng đây là đây chỉ là hai điều kiện. Đây là hai điều kiện để cho là nó nằm ngoài đối với x gì. Còn với y là tương tự. Với y là hoặc là y nhỏ hơn đây. Hoặc là lớn hơn. Y nhỏ hơn là nếu mà y mà nhỏ hơn y không. Nhỏ hơn y không. Hoặc y là lớn hơn y không cộng với h. Lớn hơn là y không. Hơn y không cộng với h. Đây. Thế mà con nào rất phức tạp đúng không nào? Rất tỉ mỉ, lập trình là như vậy đấy. Lập trình là phải rất chặt chẽ về mặt khoa học nhưng mà cũng rất tỉ mỉ, làm cái này không 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 làm chơi được. Hôm nay làm tin học không chơi được. Không là không làm theo kiểu amateur được đâu. Đấy, rất chặt chẽ nhé. Tự đưa cái này vào đây. Đấy. Nếu mà nằm ngoài như này thì chúng ta đặt p bằng 0. Đấy, chúng ta đặt nếu nằm ngoài nhé thì chúng ta đặt p bằng 0, p đây này. Đấy, p bằng 0. Còn nếu nằm trong thì sao? Đây thì chúng ta sẽ có công thức của nó. Đặt xong chúng ta đặt là đây, x index bằng cái này, y index bằng cái này. X bằng x trừ x 0, y bằng y bằng y trừ y 0. Đấy nhé. Và chia d xong nó là làm tròn lên ta có nhé. Ta có này. Đầu tiên là thêm x0 trước,
index trước này, đó, xong làm cái thứ hai cho, cái thứ hai là e index, chỉ số hàng và cột đấy nhé. X thì là x thì ta có như sau này, ta sẽ có như sau, ta có là cái phép như sau là phép chia, ta lấy cái phép trừ đây. X thì chỉ số chia d, x gì là cái này này, x gì nhá, trừ đi x không, trừ x không, tức là chia d. Đấy. Xong chỗ này lại phải đưa vào một cái hàm nữa, đưa một cái hàm là hàm làm tròn lên. Đấy. Đấy, đưa cái này vào đây. Còn bên dưới là tương tự, bên dưới chúng ta copy xuống này làm tương tự. Bên dưới nhé, bên dưới thì làm tương tự, đây là x trừ x không, đây là y trừ y không. Chúng ta bỏ cái này ra, bỏ cái này ra. Cái là y trừ đi y không. Tự đi vào đây. Rồi. Sau đó ta tính P. Tính P. P bằng công thức này này. P chỉ bằng công thức này này. P chỉ bằng công thức này này. Đây này, đây này này. P tính P nhé. P sẽ bằng như sau. P sẽ bằng đây là phép gì đây nhỉ? Phép cộng. Đó, phép cộng. Đằng sau là x index, đằng trước là y index trừ 1 nhân với n. Vậy đây sẽ là một phép cộng. Ở phía trước là một phép nhân là nhằng thế đấy nha. Đằng sau là x index này. Đằng trước là một cái phép nhân n. N nhân với y index trừ 1. Chúng ta nhớ lại đây. E index trừ đi 1. Cái này đều ở đây. Cộng này. Cái này ở đây. Dễ sai lắm nhé, chỗ này dễ. Rồi. Cộng đây. Cái đều ở đây. Và cuối cùng tức là tính export chính là cái này này. Đấy. Ta copy cái này xuống đi. Như vậy chúng ta làm xong được cái bốn cái hàm rồi, bốn cái hàm rất quan trọng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm, như vậy chúng ta làm xong thì chúng ta ghi lại, không nó mất thì chết. Bây giờ chúng ta ghi cái này, ghi cái này ra là cái bài này là hôm nay là buổi phụ đạo 2 đấy, phụ đạo 2. Đây là cái lưới nhé, đây là cái lưới ô vuông này, lưới ô vuông nhé. Như vậy là xong cái bộ lưới này, chúng ta có thể copy cái này ra. Bây giờ tôi có thể tôi bảo các bạn sẽ copy cái bộ này ra thành cái bộ dữ này, thành cái bộ dữ liệu chung. Chúng ta copy cái này ra, chúng ta export cái này ra này, chúng ta copy thành cái bộ dữ liệu là cái là dữ liệu lưới này, dữ liệu lưới nhé, là nó làm cái file sprite bar đấy, là cái file này là cái file nó dùng để đun ăn, là cái file là cái bộ tài nguyên đấy, cái hàm là dùng rất nhiều nơi, rất nhiều lần. Rồi bây giờ tôi sẽ làm như vậy, bây giờ từ đây là xong cái phần đầu tiên, bây giờ tôi sang nhanh cái phần thứ hai, tôi sẽ làm một ứng dụng thôi nhé, dựa cái này làm ứng dụng. Thế tôi làm như sau này, bây giờ làm cái bản như sau đơn giản nhé. Đây bây giờ rất nhiều ứng dụng ở đây, từ đây là xong cái phần lõi là phần lý thuyết liên quan đến mô tả cái bộ dữ liệu lưới ô vuông như vậy, MND như vậy. Bây giờ sang phần thứ hai là chúng ta dựa trên cái bộ này, chúng ta có thể thiết kế rất nhiều phần mềm, rất nhiều ứng dụng, rất nhiều mô phỏng, rất nhiều những cái chương trình tương tác khác nhau. Bây giờ tôi chỉ làm cái, hôm nay tôi sẽ làm một chương trình thôi, chúng ta sẽ nghỉ nhé. Như sau này, bây giờ chúng ta sẽ làm như sau, bây giờ chúng ta sẽ làm cái chương trình đơn giản như sau nhé. Đây, chúng ta sẽ vẽ cái lưới ô vuông 8x8 đi, chúng ta làm tổng quát 8x8 đi nhé.
Được chưa? Rồi. Sau đó như sau này. Ban đầu chúng ta cho quả bóng nằm ở góc trái dưới này, nằm ở đây. Đó. Sau đó chúng ta sẽ sao? Chúng ta sẽ nhảy chuột lên cái ô này. Nhảy ở đâu thì cân này nó sẽ di chuyển về phía đó. Đấy, di chuyển về cái ô mới này. Chúng ta lại nhảy một cái ở đây. Lại di chuyển về đây. Nhảy ở đây, lại di chuyển về đây. Đó. Chúng ta nhảy chuột, tôi nhảy ra ngoài thì không sao, thì con quả bóng đứng im, còn nhảy bên trong thì nó tự động tính toán là con quả bóng nó sẽ di chuyển về phía chúng ta nhảy chuột. Được chưa? Thế như vậy chúng ta cái trò chơi này là cái game này nó gọi là điều khiển bóng đi. Ở cái dạng rất đơn giản đúng không? Điều khiển bóng. Đấy. Chúng ta làm bài này nhé. Chúng ta làm ngay trên cái file này nhé. Làm ngay trên cái file này đi nhé. Đây, bây giờ tôi làm như sau. Tôi sẽ bổ sung vào đây một quả bóng vào đây. Quả bóng này nhé, bổ sung quả bóng đây, nằm bên này này. Được rồi, thế bây giờ tôi làm như sau. Bây giờ khi mà đầu tiên chương trình vào chương trình chạy là tôi là như này đây. Và sau đó tôi vẽ cái lưới đã. Con mèo dùng để vẽ lưới. Vẽ xong lưới tôi vẫn chuyển điều khiển sang cho quả bóng. Đấy. Bây giờ làm như sau, ở đây tôi vẽ lưới này. Ngay ở đây nhé. Chúng ta sẽ vẽ lưới thì nhưng mà ở đây tôi sẽ làm cái lệnh làm cái chương trình đứng ngắn, tôi làm thủ tục đứng ngắn ở đây thôi, tôi làm cái thủ tục là vẽ lưới nhé, vẽ lưới theo thao số mà chúng ta đã biết. Đấy, vẽ lưới ở đây nhé. Đấy. Rồi ở đây này, vẽ lưới thì tôi sẽ để cho con mèo nó ẩn đi, vì mèo thế là mèo con ẩn đi, mèo chúng ta không cần thiết, mèo chúng ta ẩn đi từ đầu đi. Đây, chúng ta để con mèo ẩn đi từ đầu nhé, con mèo chúng ta không cần hiện đâu. Đây, mèo này, mèo chúng ta cho nó ẩn đi từ đầu đi. Ở đây. Rồi chúng ta đưa vào đây cái pen vào đây. Thì ban đầu thì chúng ta sẽ cho nó là chúng ta erase xóa hết đi này. Để vẽ từ đầu này. Sau đó chúng ta sẽ pen up lên này. Rồi, chúng ta bắt đầu cho con mèo vẽ nhé. Con mèo sẽ là vẽ như sau, con mèo sẽ di chuyển vào điểm trái dưới của màn hình này và bắt đầu vẽ theo chiều ngang là em là cứ chiều ngang vẽ n cái em là vẽ n cái ô vuông xong quay lại lên trên vẽ n ô vuông cứ vậy, ta lên trên này là m lần, chúng mỗi đường ngang là n lần là xong, rất đơn giản. Vẽ lấy như sau này, lên này tôi sẽ để cho nó cái chế độ là vẽ nhanh này, nhanh dễ này. Đấy, thấy chưa, bắt đầu nhá. Tôi làm như sau, tôi go to đến vị trí gì, bắt đầu vẽ go to vị trí x0 y0 y0. Sau đó tôi sẽ đặt cho nó cái chế độ là theo chiều đặt chế độ của nó là gì, là hướng theo chiều ngang. Được chưa? Rồi làm như sau này, chúng ta cần hai vòng lặp. Vòng lặp thứ nhất là m lần là theo chiều là m hàng. Với mỗi hàng mà ta vẽ n cái hình vuông theo chiều ngang. Như vậy là đầu tiên lại vẽ m lặp m. Đây. Xong vòng lặp thứ hai ở bên trong, lặp lần thứ hai ở bên trong nhé, bên trong là n đâu rồi, n hình vuông. Thì vẽ hình vuông, mỗi lần vẽ hình vuông tôi sẽ lại vẽ lặp lại bốn lần, lặp để vẽ hình vuông tôi lặp cho nó bốn cho nó dễ đơn giản. Lặp đây vẽ hình vuông là cái này nhé, vẽ hình vuông là bốn lần nhé, và di chuyển về phía trước là d khoảng cách. Ta vẽ cái hình d mà vẽ cái hình lưới của vuông có cái cạnh là d mà. Đấy. Và sau chúng ta xoay trái 90 độ. Đây, xoay trái 90 độ. Được chưa? Thì đây chính là cái đoạn mà ta vẽ một hình vuông. Được chưa? Vẽ xong hình vuông, chúng ta lại di chuyển về phía trước là d khoảng cách nữa. Thì nó sẽ vẽ tiếp cái n ở trường nhầm nhé. Ôi. Bấm đây nó lại bị lỗi. Đây là d nhé. Vẽ xong hình vuông này, sang đây này nhé. Đấy. Thì cái chỗ này là cái chỗ là ta vẽ xong n hình vuông, chúng ta phải lùi lại về bên trái là n lần d. Chúng ta dùng lệnh này, chúng ta lùi lại này, chúng ta dùng cái lệnh move này, chúng ta lùi lại nhé. Thật ra lên trên, lùi xuống lên trên, chúng ta dùng lệnh gì? Chúng ta dùng lệnh này. Đây, lùi lại là n lần d, đây là cái này. Lùi lại là trừ một lần
là trừ 1 lần và là D ND. Đổi lại ban đầu nhé, đổi lại đây. Đổi lại. Này, đổi lại này, đấy. Đổi xong, đổi xong ta phải đi lên. Ta dùng lệnh này đi lên, ta dùng cái lệnh này ta đi lên lại là ta dùng cái lệnh là chain y. Đấy. Chain y by D là xong. By D. Và quay lại cái vào lần này, cứ như vậy. M lần là xong. Đây là lệnh vẽ lệnh nhé. À, trước khi vẽ chúng ta phải có cái lệnh để chúng ta cho nó pen down. Đây, pen down nào, đây là pen down đây này. Đấy, đây pen down nhé. Vẽ xong chúng ta pen up lên. Đấy. Đấy. Đấy chưa? Như vậy chúng ta là cái đoạn này vẽ lưới. Ở đây tôi init data xong tôi vẽ lưới này. Vẽ lưới, đây, vẽ lưới. Đấy chưa? Vì tôi kiểm tra tôi vẽ lưới đúng không nhá. Đây. Đấy, đúng rồi đấy. Vẽ rất nhanh thế không nào? Đấy. Vẽ xong được lưới ngay và sau đó thì bắt đầu chơi. Tôi sẽ nhấy con này nó phải vào vị trí này để chơi và tôi vào cho thu nhỏ lại tí, sau đó tôi sẽ nhấy chuột và tôi sẽ kiểm tra để chơi. Nhưng mà tới đây là xong nhá, tới đây xong tôi ra cái lệnh này bắt đầu chơi, tôi vào một cái gửi một thông điệp để bắt đầu trò chơi của chúng ta. Tôi vào lệnh này và tôi dùng cái lệnh là gì, broadcast là start, bắt đầu chơi, start nhé. Đây, start, đấy. Được chưa? Bây giờ tôi lập trình cho con bóng này nhé. Quả bóng. Thì như sau này. Ban đầu nhé, khi bắt đầu vào chương trình thì cho quả bóng nó ẩn đi. Vì tôi không cần dùng nó, nhưng khi bắt đầu chơi thì nó sẽ hiện ra. Được chưa? Khi bắt đầu chơi nhá. Khi bắt đầu chơi thì con đây có bóng đây này. Có bóng luôn rồi. Khi bắt đầu chơi khi mà nó đây. Khi bắt đầu chơi thì bóng nó hiện ra. Nhưng mà tôi muốn có bóng nó phải bé đi cơ. Đấy, hiện đây là nó to như này mà. Quả bóng của chúng ta là nó có kích thước là 48 48, 46 46. Tôi làm cho nó nhỏ đi, cho nó bé hơn ở trong cái ô lưới của ta là một cách là D mà. Tôi làm như sau, có một cái lệnh như sau, tôi vừa dùng cái lệnh này ở đây nhé. Tôi để tôi khi mà start này, tôi sẽ đặt cái kích thước của nó, đây set cái size của nó, đây set cái size của nó bao nhiêu, bằng là gì, bằng là D nhân với 100 và chia cho cái số 46 kia, đây D này. Bao nhiêu bằng công thức D nhé, nhân với 100 và chia cho cái số đó, cái số kia là to là 50 chẳng hạn, cho to hơn một chút so với cái số 46 đấy, 50 nhé. Đấy. Đấy, đặt cái này đấy, cho nó nhỏ lại nhé, được chưa? Và bây giờ tôi làm như sau này. À, bắt đầu tôi đặt ở chỗ nó là chỉ 00 ở đây nhé, thì làm như sau này. Bây giờ tôi làm như sau, tôi quay lại bên này, tôi đặt ở đây, tôi đặt ban đầu này, khi bắt đầu chơi này thì tôi đặt bằng bao nhiêu, tôi đặt P bằng 1 để nó bắt đầu từ vị trí gốc nhé. Đây, tôi đặt là đặt P bằng 1, được chưa? Đặt ở đây này, đặt ở phía trước này đó. Và tôi tính thử, tôi tính nhé. Tôi ban đầu tôi dùng cái lệnh gì, tôi dùng cái lệnh là calculate, calculate này này, cái lệnh này này, p, cái này để mà tính, cái lệnh này là cái lệnh dùng để tính cái gì, để như lại nhé, để tính cái này là calculate, p là dùng để tính cái đây này, tính export, import, index, index, tính cái này này cho nó dễ nhé. Đấy, chúng ta chú ý này, đưa vào đây. Đấy, khi gọi start thì con này nó sẽ ta cho cái bóng này nó sẽ di chuyển đến vị trí lấy xong hay không. Dùng lệnh trong đây. Đây, move to nhé. Move to là export, import, xin lỗi. Export và import. Đấy. Chúng ta thử nhé, bắt đầu này. Bấm vào đây này. Khi mà bắt đầu chơi thì là chúng ta đặt cho nó hiện lên. Show lên nhé. Đấy. Ô. À,
nhầm chỗ này, chỗ này y index, chỗ này là phải là y post, y post nó mới đúng nhé. Đây này, sao nằm ở đây nhỉ, expose và epost. Vậy tôi làm chưa đúng nhất thì tôi kiểm tra sai chỗ nào nhé, bây giờ chỗ này hãy các bạn chịu khó đợi thêm một chút. Tôi phải kiểm tra đấy nhá. Hôm nay tôi kiểm tra đây, tôi kiểm tra đây, kiểm tra p của chúng ta, p đang là một này, p là một, kiểm tra nhé. X index bị là sai như này, index phải là một cơ, tôi làm chỗ này bị sai nhé, chỗ này bị sai này, tôi kiểm tra cái y index, index thì đúng rồi nhưng mà x index bị tính sai đấy nhá. Đây này, chỗ này là bị sai nhưng mà tôi kiểm tra một chút này, tôi kiểm tra này. Bây giờ tôi cho đây, tôi kiểm tra ra, tôi kiểm tra cái hàm này, cái hàm này calculate post lại bị sai đấy nhá, kiểm tra một chút nào. Kiểm tra cái calculate kinh lết này, cái hàm này nhé. Đâu rồi? À, cái này bị lỗi này. Chỗ này là P nhé, này chưa đưa vào đây. Thật nào, lỗi quá. Đây P. Ui. Nó bay mất nhỉ. Đây này. Đây nhá, P ở đây này. Làm lại này, đúng rồi đấy, như đúng rồi này. Đây đây, bây giờ là mình đấy, đúng rồi nhá. Đây này, P này, bây tôi làm thử, tôi kiểm tra đúng hay sai tôi biết ngay, tôi kiểm tra, bây tôi đây tôi kiểm tra tôi biết ngay, bây tôi đặt P bằng 8 thì nó phải nằm chỗ này mới đúng nhá. Kiểm tra này, đúng rồi, bây tôi đặt P bằng là 64 thì nó phải nằm ở đây mới đúng này, đúng rồi. Mà đó đó đây là một nhé, một rồi. Để tôi làm như sau này, bây giờ tôi sẽ điều khiển, tôi nhấn chuột lên 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 bàn phím, bấm chuột lên màn hình, máy nhận tức nó nhận được và nó tính toán lại và nó di chuyển con này nó tới chỗ đó nhé. Để tôi làm, tôi sẽ làm ở đâu nhỉ, tôi làm ngay trên con mèo luôn nhé, làm ở đâu cũng thôi, tôi làm không quan trọng, hay làm ở đây luôn nhỉ, làm bên này luôn nhé, không cần làm cái này để cho con mèo này mà tính nhé. Đây, khi mà nhận được start này đấy, thì chúng ta làm sau là chúng ta sẽ đưa vào, khi nhấn chuột lên màn hình ấy, lập tức là máy sẽ cảm nhận luôn vị trí của màn hình này và tao sẽ kiểm tra luôn là nó có nằm ở trong hay ngoài, tôi sẽ di chuyển con này tới vị trí đó nhé. Đây, dùng ngay đây nhé, dùng con mèo để làm nhé, có thể đặt chế độ đấy cũng được thôi, không được tôi đặt được con mèo được nhé. Con mèo nhé, đây này, tôi làm như sau, tôi đưa vào vòng vòng lặp vô hạn được chưa, và tôi kiểm tra, nếu mà người dùng mà nháy chuột đây, nếu người dùng nháy chuột tôi dùng cái này, tôi dùng cái nếu mà mouse down đó, nếu mà mouse down thì lập tức tôi tính toán dùng cái mouse x mouse y là vị trí của con chuột tự nhiên nháy chuột, và tôi tính toán dùng cái hàm là calculate x y đây. Đấy. Khi dùng nhấn chuột cho kêu một tiếng như thích, dùng lệnh sao tôi cho nó âm thanh một chút cho nó vui nhé. Âm thanh không có, tôi bổ sung vào đây cái âm thanh là pop nhé, pop cho nó thích. Rồi ở đây tôi có pop nhé, cho nó thích pop, sau đó tôi tính toán nhé. Sau kiểm tra như sau này, bây giờ là if nha, đây if này, cái hàm này này, cái hàm này sẽ tính toán là p này, x index index, tôi nhớ lại một chút, cái hàm này là cái hàm mà tính này, cái hàm này này, đấy, tính p này, đấy. Nếu p lớn không thì chúng ta mới di chuyển, đây nhé, đây này, đó, biến nếu gì, nếu mà p lớn hơn không thì mới di chuyển. Rất quan trọng nhé, nếu p mà lớn không chúng ta mới làm, p lớn không, p
thì chúng ta sẽ di chuyển cái này này từ vị trí hiện thời đến cái vị trí mà ta muốn đưa ra ở đây. Thì làm như sau, ở đây tôi cho một cái thông điệp ở đây, vì ta đây phải phải gửi thông điệp sang bên này, mà sang bên này tôi gửi thông điệp sau đây, tôi gửi cái thông điệp này dùng với lại là broadcast and away, dùng với lệnh là gì, di chuyển là move, tiếng Việt đi, di chuyển đến vị trí mới đi. Đấy, tôi gửi vào đây được chưa, mà đợi cho nó chuyển xong thì tôi mới mới quay lại một lần, quay lại để tôi vào đây di chuyển thì vị trí này này, vị trí này này đến vị trí gì, đến cái vị trí là expose epoch, được chưa? Đó. Bây giờ tôi chạy nha, nếu mà nhận được thông điệp di chuyển vị trí mới này, rồi làm như sau này, tôi sẽ kiểm tra nó phải di chuyển thẳng, không di chuyển chéo được, nó phải chuyển thẳng, tôi phải làm cái lệnh này, tôi phải dùng cái lệnh xong đây, tôi phải đặt tiếp theo, tôi phải thiết lập hai cái tham số là xy là cái vị trí hiện thời của cái y này. Vị trí của nó là tôi đổi x là exposition đấy, y position rồi và kiểm tra nhé. Nếu mà cái x này mà bằng mà bằng epoch thì lại khác, còn nếu khác epoch thì lại là khác. Đây làm như sau, các bạn chỉ còn có sẵn tôi nhé. Đây bây giờ nếu này, nếu mà bằng thì làm như thế nào, nên nó bằng nếu mà cái expose tức là cái vị trí hiện thời, nếu mà cái nếu mà x gì đấy hiện thời chúng ta là x gì, nếu mà x gì đây, nếu mà x mà bằng bằng export thì di chuyển luôn vị trí y luôn, chúng ta dùng lệnh này di chuyển một lần là xong. Nếu bằng nhau trên một hàng ngang mà trên một hàng ngang thì trên một hàng dọc chúng ta chuyển luôn đấy, cùng là tọa độ x nó cùng cùng với export trên một hàng cùng trên một đường thẳng đứng, thì chúng ta dùng lệnh này là line này, đây này, di chuyển đến đâu, di chuyển đến export và import. Còn nếu không thì chúng ta phải di chuyển hai lần, di chuyển lần thứ nhất từ vị trí xy này đến vị trí là export và e-position này, di chuyển hai lần, lần nhất là như thế này, lần nhất là đến đến export và với y là giữ nguyên trên một hàng dọc như này, xong lần thứ hai thì mình làm cái này, lần thứ hai mới là di chuyển tới tới cái này. Đấy. Chúng ta thử nhá, chúng ta cái thằng bấm ngoài này. Ui như vậy là một trò chơi đơn giản đúng không nào, nhưng mà chúng ta phải có cái bộ dữ liệu này ta mới làm được. Bây tôi sửa lại một chút cho nó bấm ngoài đấy, bấm ngoài nó kêu nhiều quá, tôi sửa bấm ngoài, bấm ngoài nếu mà p mà bằng không thì ta xử lý một tí thôi. Đây, nếu p bằng chúng ta không nên quay lại, nên là chúng ta sửa một chút nhé, ở đây nó kêu nhiều quá, tôi sửa một chút, tôi làm thêm, tôi đưa thêm vào đây một kia, đưa thêm vào đây một cái lệnh away, lệnh định quay 0.2 giây cho đây, cho nó yên tâm, cho nó vào đây này, nếu p mà hay là này, để đây để cái này chứ, nếu mà p mà lớn hơn không thì làm cái này đúng không nào, còn nếu p mà bằng không thì cho quay 2 giây, quay 0.2 giây. Đấy, yên tâm không bị lặp lại nữa nhé, lặp lại thử xem này, từ đầu này, đấy, bấm ngoài không sao cả, bấm bên trong này, được chưa? Đấy, nhưng mà đây là trò chơi thứ hai, nhưng đây là cái trò chơi đầu tiên này, đây là cái chương trình là điều khiển bóng này. Muốn
trình rất là đơn giản đúng không? Đơn giản thôi nhưng mà nó là cái trình đầu tiên ứng dụng cái mô hình lưới vuông của chúng ta. Đấy, nhưng mà tôi vừa mới trình bày xong phần của tôi, sau này ở đấy chúng ta dễ thời gian nhưng tôi chỉ trình bày các bạn một ứng dụng thôi. Nhưng mà quan trọng nhất là cái bộ dữ liệu là cái bộ dữ liệu rất quan trọng, cái bộ dữ liệu mà chúng ta làm này, cái bộ dữ liệu này, cái bộ dữ liệu mà tôi vừa được các bạn xem chỉ là một trường hợp thôi nhé. Các bạn về nhà các bạn làm mở rộng, các bạn làm tiếp cái mô hình thứ hai, là trường hợp thứ hai là mô hình trường hợp mà đánh số lưới từ trên xuống, rất nhiều bài toán từ trên xuống, không phải lúc nào xuống từ dưới lên đâu, có những bài là xuống từ trên xuống. Hai trường hợp này là thực tế là gặp như nhau nhé, chúng ta có hai bộ dữ liệu đó thì lúc nào cần làm bài nào chúng ta làm theo cái ý đó, và từ một trong hai cái này đều có thể nghĩ ra được rất nhiều cái ứng dụng, rất nhiều cái trò chơi, rất nhiều cái chương trình học tập. Đó là phần cơ sở, phần lõi của nó. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé, vì tôi không có thời gian. Bây giờ bài này là hơi khó các bạn chịu khó về nhà xem lại nhé. Cái bài này là theo tôi là rất là vào loại khó đấy nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Vâng ạ, chào thầy ạ. Chào thầy ạ.